Chương một. Hà thần tặng lễ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kim Lăng thành phố, Kim Lăng đại học, đêm rất khuya Kim Lăng đại học, bộ giáp dục trực thuộc trọng điểm đại học, quốc gia đám đầu tiên 21 công trình, trường cao đẳng, khoa học hiện đại cái nôi Yêu là một vệt ánh sáng, xanh ngươi tỏa sáng, chỉ dẫn chúng ta nón xanh bộ dáng Giờ phút này, một vị thanh niên ngồi ở sân trường bên hồ cái nào đó trên thềm đá, nhìn qua rơi tại trên mặt hồ ánh trăng tự dẻo hát ca bề ngoài lộ ra cực kỳ suy sụp tinh thần làm một cái sinh viên năm ba quân vong trần mấy năm này luôn luôn qua tầm thường vô vị ngơ ngơ ngác ngác mà hôm qua cùng một chỗ ba năm lâu bạn gái cũng thành công cho hắn một kinh hỷ muốn sống qua phải đi trên đầu liền phải đỉnh điểm lục nghĩ đến chính mình bạn gái trước nằm ở người khác trong ngực giống xem một tên phế vật tự như nhìn xem chính mình Quân vong trần không khỏi cắn chết hàm răng, nắm chặt quyền đầu, trong lòng một đoàn nộ hỏa hừng hực dấy lên. Nhưng vừa nghĩ tới bạn gái trước trèo lên chính là một cái phú nhị đại, hắn lại như cùng một con quả cầu da xì hơi, trong nháy mắt suy sụp xuống dưới. Tình đáo thâm xử người cô độc, bây giờ chính xác tiền không nhiều. Đáng chắc thời khắc, quân vong trần bàn tay túi, liền chuẩn bị cầm điện thoại gọi cùng phòng giải số, để cho mấy ca đi ra cho mình quán thâu thoáng một phát độc canh gà rất lâu không uống, rất là đói khát. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình quá mức tức giận duyên cớ, móc ra trái táo đoạt iPhone nháy mắt, quân vong trần vậy mà run một cái. Không sai, tự như tay trái tay phải một cái động tác chậm muốn phóng ra lúc như vậy run run một dạng. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, trái táo đoạt iPhone lúc này như là lau Ấn Độ thần dầu, theo tay của hắn luôn luôn đi xuống, cuối cùng, bịch, một tiếng, đã rơi vào trong hồ không? Quân vong trần đầu tiên là sững sờ, chợt bạo phát ra thập vạn đầu heo mẹ nửa đêm gào thảm tiếng vang. Thận, thận ngươi không muốn đi à, chúng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, ta vẫn đối với ngươi cung cấp sách dạy học, nghĩ không ra hiện tại bạch đầu nhân tiễn đưa hát đầu nhân. Trơ mắt nhìn trái táo đoạt iPhone rơi vào trong hồ, quân vong trần như là thái giám trên thanh lâu tự như, ngồi yên tại nguyên chỗ, đau lòng ngược lại không năng lượng chính mình. Phải biết, đây chính là chính mình dời 10 ngày gạch, rửa 10 ngày bàn, truyền 10 ngày đơn, hô 10 tiếng nương mới miễn cưỡng mua được 10 tay trái táo đoạt iPhone A, tức trước kia, chính mình không dùng một phần nhỏ nó đến hiểu thấu đáo coi thường nhiều lần bên trong huyền bí, thu hoạch được nhân sinh cảm ngộ, không có nó, liền không có bây giờ kỳ lân tí, hiện nay. Phù vân cũng là nước mưa, như cục xích đều thay đổi con lừa chân. Yên tĩnh bên hồ vẫn như cũ ánh trăng huy sái, nhưng phản xạ ra, nhưng là quân vong trần tim như bị đau cắt sắc mặt. Nhân sinh nếu là thuận buồm xuôi gió, lại sao đến vượt khó tiến lên. Nhìn chầm chầm bên hồ thật lâu, quân vong trần đứng người lên, ánh mắt kiên định, chuẩn bị lần nữa trở lại dời gạch tẩy bàn phát truyền đơn, không thể để cho coi thường giải tần số cho nhân sinh của mình cảm ngộ bởi vậy đoạn tuyệt. Còn chưa khởi hành, đã thấy mặt hồ ánh trăng đột ngột lóe lên, ngay sau đó hồ nước liên tục cuồn cuộn, một vị dáng dấp tiên phong đạo cốt vậy lão giả cầm hai bộ điện thoại di động, lệnh bền trên mặt nước, tản ra sáng ngời hài hòa quan mang. Trẻ tuổi điểu tiên nha, ngươi rơi, là cái này kim thủ nhanh nhạy đâu, vẫn là cái này ngân thủ nhanh nhạy đâu. Hà thân. Quân vong trần không chút lưu tình cho mình quăng một cái tác, làm cảm nhận được trên mặt tràn ngập như lau tương ớt vậy cảm giác đau thì hắn mới biết được đó cũng không phải mộng. Giờ khắc này, quân vong trần trong lòng là cực kỳ phức tạp, cái loại cảm giác này đã đã bao hàm ta coi ngươi là huynh đệ ngươi lại muốn lên ta chấn kinh cảm giác lại đã bao hàm nam nữ sinh hoạt vợ chồng lúc ngươi sâu không thấy đấy ta ngoài tầm tay với kinh ngạc cảm giác trong lòng khiếp sợ và kinh ngạc thời khắc quân vong trần miệng lại không có run rẩy ngược lại theo hà thần chuyện xưa nội dung cốt truyện theo bản năng nói ra cái này hai cái này đều không phải là ta rơi điện thoại di động thật sự là thành thực hài tử tất nhiên không phải ngươi rơi, vậy ta đổi một nhà khác hỏi lại một chút. Lão giả hài lòng gật đầu một cái. Quân vong trần. Là ta không đủ thông minh, vẫn là ngươi nhãn quan cao. Đợi một chút, hà thần, có thể hay không giúp ta tìm xem ngay từ đầu rơi vào trong sông trái táo điện thoại di động. Đương nhiên. Không thể. Hà thần ngữ khí mười phần quả quyết, ngửa mặt lên trời thở dài nói là một vị trí có lý tưởng có khát vọng, hơn nữa còn là có rộng lớn hung hoài cùng hoàn chỉnh hệ thống kiến thức người, ta mặc kệ ở nơi nào, cũng giống như trong đen kịch đom đóm một dạng, là như vậy tươi sáng, là như vậy xuất chúng, đối mặt với như ngươi loại này mất thân phận thỉnh cầu, tự nhiên muốn nói không. Quân vong trần cái tráng tràn đầy hát tuyến, cái này hà thần mẹ nó cùng trong sách tính cách nhất định chính là tám gậy tre không đánh tới một nước. Không giúp được rồi, mặc dù không biết ngươi là cái nào viện hệ đồng học nhưng bây giờ sắc trời đã trễ thế như vậy khác loạn cốt spi nhân vật đóng vai an toàn đệ nhất nhắc nhở hoàn tất quân vong trần cũng không muốn cùng cái này giả hà thần tiếp tục chơi văn tự trò chơi liền chuẩn bị rời đi nơi đây nhưng mà không đợi hắn bước ra bước chân hà thần lại đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn trẻ tuổi điểu tiên nha gặp nhau chính là có duyên tuy nhiên ngươi không kịp bản tôn anh tuấn một phần vạn nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người. Quân vong trần. Ngươi đạp mã năng lượng lại không cần thể diện một chút. Trẻ tuổi điểu tiên nha, đối với như ngươi loại này có phẩm chất tốt nam, bản tôn luôn luôn thích hay làm việc thiện. Hôm nay bản tôn tiễn đưa ngươi một phần lễ vật, quyền đương đối ngươi phụ trợ ta anh Tuấn ngợi khen. Nói, hà thần vung tay một cái, một đạo bạch quan thoáng chốc lướt qua quân vong trần tầm mắt lại lần nữa kịp phản ứng thì quân vong trần trong tay đã nhiều một vật. Lớn như vậy một khối miệng vết thương gián. Nhìn xem trong tay màu trắng áp súc vật, quân vong trần khóe mặt giật một cái. Sai, nó không phải thông thường miệng vết thương gián, đường đường chính chính thì hắn là miệng vết thương gián, bất chính này bát kinh thì hắn là Sophie bại miệng vết thương gián. Quân vong trần. Khai, hướng về biên giới thành thì khai, đem xe cửa sổ đều quay xuống tới quân vong trần im lặng thần sắc rơi vào lão giả trong mắt không khỏi để cho hắn cao giọng cười một tiếng lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười thiếu niên bản tôn xem ngươi rất có năm đó ta một chút tư thái hôm nay liền giúp ngươi một cái nhắm mắt lại chờ ngươi lại lần nữa mở mắt thì nhân sinh của ngươi sẽ bởi vậy cải biến không có gì là âm thanh ở nơi này yên tĩnh bên hồ lộ ra mười phần đột ngột rơi vào quân vong trần trong tai thì càng là như là hạ thôi miên thuốc tự như để cho nó mí mắt khép lại, tự như ngủ thiếp đi một dạng. Không biết qua bao lâu, quân vong trần bất thình lình run một cái, ánh mắt đột nhiên mở ra. Lại lần nữa quét mà nhìn bên hồ thì đã không còn lão giả thân ảnh, mà trong tay khối lớn miệng vết thương dáng, cũng không biết khi nào biến thành một bộ lớn lên hết sức kỳ lạ, cực giống Prairie gốc điện thoại di động. Ừm. Quân vong trần ngẩn người, mở ra điện thoại di động, phát hiện bên trong chỉ có số ít mấy cái software nhất là nhức mắt chính là vi tính bởi vì nó trang bìa là một cái to lớn hồng bao do dự một chút quân vong trần nhấn một cái vi tính trong khoảnh khắc điện thoại di động logo nhất chuyển vi tính bên trong là tràn đầy hảo hữu tôn ngộ không nà tra tam thái tử thái thượng lão quân thông thiên giáo chủ thanh liên kiếm tiên diêm la vương mạnh bà từ thần đến tiên lại đến quỷ đều bị bộ điện thoại di động này bao quát ở bên trong 21 thế kỷ lại còn có người lấy loại này nickname, hai đến không cực hạn A. Nhìn xem những này hảo hữu, quân vong trần cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy điện thoại di động này bên trong hảo hữu cũng là một đám bệnh thần kinh. Ông. Lúc này, Ri gốc điện thoại di động toàn thân chấn động, tự hồ tới tin tức gì. Quân vong trần dừng lại, phát hiện vi tính trang đầu có một cái giao lưu nhóm, người ở bên trong, vậy mà đều là bộ điện thoại di động này phía trên hảo hữu đáng nhắc tới chính là đám người kia đang tại phát hồng bao. Len Ken Trong khoảnh khắc, một cái to lớn hồng bao biểu hiện ở trên màn ảnh, phát hồng bao người chính là chủ nhóm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quân vong trần sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn nhấn một cái hồng bao, quản đối phương hai chuyên nhất, nếu là có thể cướp được mấy đồng tiền, cũng là mười phần tốt sự tình. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng bao, thu hoạch được đỉnh đầu năng lượng mũ đã tồn đi vào túi tiền. Quân vong trần nhất thời khóe mặt giật một cái. Hồng bao cũng không là tiền A, làm sao còn có hồng bao là vật phẩm. Ngạc nhiên thời khắc, quân vong trần cũng không có bất cứ chút do dự nào, lúc này mở ra túi tiền, lộn tới một cái cùng loại với bảo rương đồ vật, cái thứ nhất ngăn chứa trên đó viết sáng ngời ba chữ to. Năng lượng mũ, có tác dụng trong thời gian hạn định 30 phút. Đầu năm nay tập đoàn lường gạt thật đúng là nhân tại chồng chất lại còn hữu dụng loại này hiếm thấy đưa tới vòng tròn tài nhìn xem bảo rương phía dưới rút ra hai chữ quân vong trần kém chút không có cười ra tiếng dù sao bộ điện thoại di động này không phải là của ta ta ngược lại muốn xem xem những này tập đoàn lường gạt đến tột cùng có cái gì mánh khóe nghĩ xong quân vong trần trực tiếp bấm rút ra sưu ngón trỏ chạm đến màn hình sau một giây sau đỉnh đầu cái mũ lại quỷ dị vậy đột nhiên xuất hiện ở quân vong trần trên tay. Ta triệt thảo. Nhìn xem trong tay không biết từ nơi nào nhô ra cái mũ, quân vong trần đồng tử co rụt lại, kém chút không có phát ra xuân bộ câu vậy tiếng thét chói tai. Mộng. Ảo giác. Quân vong trần hô hấp dồn dập, khó có thể tin. Hắn ngày ngày dùng di động, còn không có có thấy một bộ điện thoại di động có thể khuếch trương đến trực tiếp rút ra đồ, đây quả thực là vi phạm với khoa học phát triển khái niệm chờ một chút sẽ không phải ta cái này vi tính bên trong hảo hữu thật sự là thần tiên bỗng nhiên quân vong trần liền nghĩ tới lão giả kia ngạc nhiên thời khắc hắn nhìn về phía trong tay năng lượng mũ nếu là cái này cái mũ đeo lên về phía sau thật sự hữu hiệu quả như vậy thì nói rõ hết thảy đều là thật nghĩ tới đây quân vong trần không cố được nhiều như vậy mặc dù cái này cái mũ nhìn xanh biết để cho hắn có chút chướng mắt, nhưng vì kiểm tra một chút thật giả, hắn vẫn là cắn răng đeo đi lên. Ban cho ta lực lượng A năng lượng mũ. Quân vong trần gian hai tay ra, đón gió reo hò một tiếng, một thế giới đều ở tay ta cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Nhưng mà... Hiện thực nhưng là hung hăng quăng hắn một cái tác, đeo cái này lên năng lượng mũ về sau, ngoại trừ gây nên đi ngang qua người một phen bạch nhãn cùng cười nhạo ngoại, kỳ dị gì, gì đồ vật đều không có phát sinh. Đây hết thảy hết thảy, cũng là buồn cười như vậy đến cực điểm. Ha ha, quân vong trần, ngươi thương mại, con mụ nó, chính là một não tàn, thế mà cũng sẽ tin như thế hoang đường sự tình, cái mũ này, rõ ràng cho thấy bị gió thổi tới. Nhìn qua điện thoại di động trong mặt gương đỉnh đầu của mình năng lượng mũ, quân vong trần tự dễu cười một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa cử động là ngu muội giường nào ở cái này khoa học túng hoành thời đại, làm sao có khả năng có như thế ngây thơ đồ vật. Tự dễu thời khắc, quân vong trần chỉ cảm thấy trong lòng nhẫn nhịn một cổ hỏa, đã có bạn gái trước cho mình đội nón xanh không cam lòng, vừa có cái nào đó nhàm chán người đóng vai hà thần tiễn đưa chính mình nón xanh khó chịu. Ha ha ha, cái thế giới này quá mẹ hắn dơ bẩn, có người cười ta không có tiền không có quyền, có người cười ta giống một tên hề, còn có người cười ta mỗi ngày cố gắng như vậy còn không có gì cả. Quân vong trần cười thảm một tiếng, nhất cước đá vào nào đó trên cây, tự hồ muốn phát tiết trong lòng tâm tình, tố tụng thượng thiên đối với mình bất công. Ngờ đâu, tại quân vong trần một cước này rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện, một cổ cùng mình rõ ràng không hợp lực lượng đột ngột ngưng tụ ở trên chân của mình, ở nơi này loại sức mạnh điều khiển, nguyên bản không có lực sát thương chút nào nhất cước, lại bạo phát ra gấp trăm lần lực lượng. Oanh! yên tĩnh trong đêm, chân cùng cây cối tiếng va chạm vang lên triệt vân tiêu, kinh sợ lạc một đám không trung chim. Quân vong trần trận mắt hốc mồm nhìn xem bị chính mình nhất cước đá gãy đại thụ, cả người trong gió lăn loạn rất rất lâu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.